xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft vua hải tặc. Ở tập trước thì cái mức giá chi nã của mình đã được tăng lên một xíu rồi, lên tới 7.858 belly lận á. Và sắp tới thì mình hy vọng rằng nó sẽ tăng lên nhiều hơn nữa. Và ngoài ra khi mà mình nhặt được một cái rương kho báu bạc thì mình đã tìm thêm một trái quỷ mới. Và trái đó được mang tên là trái Horu no Mi hệ Paramecia. Và trong ngày hôm nay thì chắc mình cũng sẽ ăn một trong những cái trái quỷ mới đi, để có thể trải nghiệm thêm nhiều cái sức mạnh ác quỷ khác nhau nhá. Và trước khi ăn trái quỷ mới thì mình sẽ tiến hành nâng cấp một vài thứ cái đã, chẳng hạn như là sửa lại cái bộ giáp nè và nâng cấp cho nó một vài dòng, chẳng hạn như là bảo vệ để tăng cái sức chống chịu của mình lên. Quần thì cũng vậy nè. Và cuối cùng là ổn thì mình chỉ sửa thôi, vì ổn mình đã enchant rồi, nhưng mà nó chỉ là bảo vệ một hả. Ok, mình sẽ nâng cho nó lên bảo vệ 2 đi, để cho nó tốt một xíu. Như vậy thì set đời của mình đã nâng cấp lên được một xíu rồi. Và ngoài ra trong ngày hôm nay á, mình dự định sẽ thay đổi vũ khí một lần nữa, vì cái thanh kiếm mình á, nó chỉ có 11 đam thôi, nên mình quyết tâm là sẽ chế tạo một món vũ khí mới mà mình nghĩ các bạn sẽ rất là bất ngờ cho xem. Nhưng mà để chế tạo được món đó thì mình cần phải đi xuống cái khu mỏ nè, đào cho mình một ít cái khoáng sản. Hôm trước mình có gặp ok, đó, cái quặng xanh đó các bạn ơi. Ây da, hình như cái bụi này nó, cái bụi này làm mình mất máu nè. Cái này vứt đi, cái đó mình không cần đâu. Nhảy qua đây một cái để đào cái lò khoáng sản này. Ây da, da. Xuống nước sâu cái là mình bị mất năng lực trái quỷ liền luôn á. Để mình cầm cái bét mèo lên trên tay để cho nhìn trong bóng tối nè. Ý, hết cá hả? Ui chết rồi, bé mèo hết cá rồi nên không có nhìn trong bóng tối được. Ok, không sao đâu, một xíu về mình sẽ tìm thêm cá. Và hiện tại thì mình chỉ mới có 4 cái quặng rube thôi, mình cần nhiều hơn nữa cơ. Nhưng mà trước tiên mình cần phải chặn cầu nước lại cái đã, đừng cho nó chảy nữa đem thôi. Mình bị dìm xuống phía dưới là sẽ mất năng lực trái quỷ thì mệt nữa. Đây, chặn nước ở đây nữa nè. Rồi hết chưa, chặn ở đây nữa. Đó, nước nó bắt đầu rút rồi. Và bây giờ mình sẽ cắm một vài cây đuốc lên để các bạn dễ dàng quan sát và khai thác thêm cái số quặng rube ở đây nhá. Cắm đuốc lên nè, đập ở đây. Ấy da, ui nước lại tràn vô nữa rồi. lắp lại một cái. Mình cần khoảng 9 cái quặng rube thì mới đủ làm cái món vũ khí trong ngày hôm nay. Đập thêm cái này. Rồi hiện tại, ui vừa đủ 9 luôn. Trong đây còn không? Trong đây còn thêm không? Ủa chỉ có như đây thôi hả? Ít vậy. À đây nè, ở đây vẫn còn nè. Có gì mình sẽ lấy và để dành về sau sử dụng luôn á. Rồi tạm thời thì mình đã có được những cái quặng rube. Kế tiếp thì mình sẽ đi lại cái chỗ hắc diệm thạch. Mình nhớ không lầm hôm trước mình có đào một cái đường đâu bên đây nè, để đi đào hắc diệm thạch á. Ui hình như nó bên kia, hình như bên đây nè. Để bây giờ mình sẽ lại cái hồ hắc diệm thạch đó rồi đào một mớ đem về sử dụng nhá. Rồi và hiện tại mình đã đào được 11 cái khối obsidian rồi. Bây giờ thì mình sẽ dịch chuyển về nhà để bắt đầu cái công việc chế tạo luôn thôi. Về ngôi làng nè. Và cái quặng ruby á, thì mình cần phải nung nó ra cái đã. Cái rương này còn ô nè, để mình nung nó ra nhá. Chắc phải lấy thêm kim cương quá. Mình nung kim cương mà mình chưa có lấy ra kịp nữa. Đây, ở đây có vàng nữa nè. Lấy ra và kim cương bên đây. Ui. Kim cương mình nhiều quá trời luôn rồi, xài không biết chừng nào mới hết nữa. Để giờ mình sẽ nén nó lại bớt đi, để không hồi không có đủ ô mà chứa đó. Rồi tạm thời mình sẽ cất vô cái rương này. Vàng thì cũng cất vô đây luôn. Và chờ cho mấy cái quặng ruby nó nấu xong. Nó ruby đã nấu xong rồi nè. Và ruby để chế tạo được thì mình cần phải nén nó lại một cái thành một cái khối vuông giống như vậy. Và sau đó đặt theo công thức như vậy. Các bạn có thấy cái gì không? Đây chính là đá nền á. Tại vì trong 1B thì chúng ta có thể chế tạo được khối đá nền. Và mình sẽ sử dụng nó để làm một thanh kiếm luôn nha. Trong Minecraft thì đá nền là một cái khối, nếu mà không bật sáng tạo thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể đập được nó. Hầu như là không thể luôn. Nên khi mà mình làm vũ khí thì độ bền nó... Úi! Nó có độ bền hả? Nhưng mà nó khá là cao á, tới 14.000 độ bền lận các bạn ơi. Và sức thương của nó thì là 14 sức tấn công luôn. Mạnh hơn cái cây kiếm bằng càng cua của mình rất là nhiều. Và khi mình enchant thì nó sẽ mạnh hơn nữa. Nên mình sẽ quyết định enchant cho nó thêm cái dòng sắc bén luôn nhá. Sắc bén 5 nè. Còn 21 kinh nghiệm mình sẽ cho nó thêm một xíu
Lửa đi nhờ, được không ta? Được á, được á, mình nghĩ là nên ép thêm lửa để mình đánh có thể cháy cái địch luôn. Và ui, có thể ép ép haki được luôn nè các bạn ơi. Wow, ép luôn haki cho thanh kiếm mình nhá. Như vậy thì thanh kiếm của mình đã có thêm haki. Và Lutin có ép được không? Mình ép được Lutin luôn nào. Mình sẽ ép Lutin để có gì kiếm thêm thức ăn từ mấy cái bé động vật ở xung quanh nhá. Và như vậy thì thanh kiếm Bedrock của mình đã rất là mạnh rồi. Giờ thì có thể đương đầu với những cái tên hải quân cấp cao đó để mình ngủ một giấc đi. Rồi sáng thức dậy thì mình sẽ bắt đầu cái công việc ăn trái quỷ mới thôi. Trái Rura Ruranomi theo nhận xét của mình thì là một trong những trái cực kỳ mạnh để chiến đấu. Nhưng mà nó không có cơ động cho lắm chủ yếu là những cái kỹ năng để tấn công thôi. Mình thích mấy trái nào mà kiểu như có một xíu gì đó cơ động hơn cơ, dùng để chạy được á. Và mình sẽ cắt bớt những cái khối không cần thiết vào bên trong rương này lại nè. Và trái hôm nay mình dự định sẽ ăn đó chính là trái Suke Suke Nomi đi nhá. Trái này hôm trước mình mới mở nè và nó có 3 skill lận. Để bây giờ mình sẽ leo lên nóc nhà để ăn nó luôn. Và trước khi ăn cái trái Suke Suke Nomi thì mình cần phải loại bỏ năng lực trái Rura Rura Nomi. Nếu không hồi á, hai trái nó quấn lộn với nhau là mình chết queo á. Rồi giờ thì dùng một cái câu lệnh đó chính là remove Devil Fruit như vậy. Đó, vậy là mình đã mất trái Rura Nomi của râu trắng rồi. Và ăn thử trái Suke Suke Nomi này xem như thế nào. Nếu mà nó mạnh thì càng tốt, nhưng mà lỡ nó yếu thì cũng phải đành chấp nhận thôi chứ biết sao giờ, đây là sự lựa chọn của mình mà. Giờ thì ăn thôi. Rồi. Ui, cơ thể thì không có biến đổi gì. Và đã có năng lực trái Suke rồi nè. Và coi kỹ năng coi. Ui, cái này có 3 kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất mình sẽ trang bị vào và nó được mang tên là Shisha Note. Kỹ năng thứ hai là Scathing hả? Và kỹ năng thứ ba là Suke Punch. Được đó nha. Ui, Suke Punch là nó sẽ bật lên giống như cú đấm làm nứt không khí của cái trái Rura Rura Nomi nè. Ủa? Ui. Ui. Hay vậy? Ui, trái này hay nè. Hình như trái này là trái tàng hình các bạn ơi. Rồi. Ui, bé dân làng đâu rồi? Ủa, bé dân làng đâu rồi? Bé dân làng có trong nhà không? Ủa, mình đấm một phát cực. Bé dân làng tàng hình luôn rồi. Ủa rồi, bé dân làng đâu ta? Ủa, trái này hay nha. Ui, cái này mà có bạn bè, tròn bạn bè là hết sảy luôn á. Đấm một phát cái là tàn hình luôn. Còn skill 2 thì sao? Wow. Yay, được rồi, được rồi. Thì ra đây là năng lượng trái tàn hình. Ui, xịn vậy. Wow, bật hiện hình. Yay. Cái này rất thích hợp cho những người kiểu như gián điệp á, đột nhập vào mà không ai biết bằng năng lực trái tàng hình như vậy. Và skill 1 nè, skill 1 thì có tên là Shisha Note đúng không? Ui, tấn công tầm xa được. Và nó có thời gian hồi rất là nhanh luôn. Nhưng mà nó không mạnh cho lắm các bạn ơi. Hồi thì hồi nhanh đó nhưng mà nó không được mạnh. Thôi kệ, dù sao có năng lực trái tàng hình là hay rồi. Cái này mà đi đánh lén là hết sảy luôn á. Mình khá là thích đi đánh lén người ta luôn á. Nên trái này cũng sẽ rất là phù hợp đối với mình. Giờ mình sẽ thử tàng hình rồi đánh cái con Enderman này coi như thế nào. Kiếm cái tay không cái đã. Để thôi mình cầm cái đồ lên người sợ nó thấy. Ui. Ui. Ủa gì kỳ vậy? Tàng hình rồi mà. Tên này hát à. Ui, không thấy. Ui. Ui. Ủa thấy luôn hả? Sao tên này hay vậy? Dám dám quýnh mình. Để mình cầm tay không mình đục coi hắn có bị tàng hình không. Đó, hắn tàng hình luôn rồi. Ý, ui rồi hắn tàng hình sao mình quýnh chúng hắn đây. Ui không được rồi, cái trái mình lại có ăn thêm một trái ác quỷ. Không phục vụ trong việc chiến đấu nhiều rồi. Giống như cái trái chi vui á, chỉ sử dụng lên đồng đội thôi. Còn trái này khi mà mình đục cái địch thì cái địch tàng hình quýnh mình chắc chết quá. Ui cái này. Mình tự thân bóp mình rồi. Chết chết chết.
Nhưng mà không sao, dù sao nó có kỹ năng tàng hình cũng khá là thú vị á, nên mình sẽ sử dụng nó trong ngày hôm nay thử coi có thêm một cái công dụng gì đặc biệt khác không nhá. Và mình dự định là sẽ xuống thế giới khu rừng hoàng hôn á trong ngày hôm nay để tìm coi ngoài những cái con tàu chứa trái ác quỷ thì ở dưới thế giới đó có những cái rừng chứa trái ác quỷ không nhá. Ở đây thì có một vài cái hoa nè, để bây giờ mình sẽ ra đây để hái hoa và vào trong nhà để làm một cái cánh cổng dẫn tới thế giới khu rừng hoàng hôn nhá. Mình đã hái được một vài cái hoa đỏ cũng như là hoa vàng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ về nhà và bắt đầu làm cái cánh cổng dẫn tới thế giới khu rừng hoàng hôn thôi. Và cánh cổng đó mình sẽ đặt ở phía sau nhà đi cho nó an toàn. Lỡ thôi mỗi lần ra khỏi nhà mình bất cẩn á, rớt xuống thế giới này thì mệt nữa. Đầu tiên thì mình sẽ đào một cái ô 2x2 ra nhá, để mình có thể đổ nước vào bên trong. Rồi sau đó thì cắm hoa xung quanh cái ô này giống như vậy. Và sau đó thì đổ nước vào thôi. Và nguồn nước thì cạnh mình có luôn nè. Cho vô đây một xô và một xô ở góc còn lại. Công đoạn cuối cùng của mình á là cho một viên kim cương vào trong đấy để mình có thể kích hoạt lên. Và các bạn có thấy cái nhà mình ngộ ngộ không? Mình lười đi vô trong để mở rương á, nên thôi làm đây cái cửa luôn, giống như là cái cửa thứ hai vậy, để lấy đồ. Cũng khá là nguy hiểm á, ăn trộm nó vô nó lấy một phát lấy hết đồ mình luôn á. Mà thôi kệ đi, chắc không có trộm đâu. Và vứt viên kim cương xuống. Được rồi, được rồi. Vậy là cánh cổng đã được kích hoạt. Giờ mình sẽ cắm hoa lên để nhìn cho cánh cổng nó đẹp hơn nhá. Rồi, tạm thời là như vậy đi. Và sau đó thì mình sẽ vô trong nhà chuẩn bị thêm một vài thứ nữa trước khi xuống thế giới Twilight Forest để khám phá nhá. Rồi, mình đã dọn dẹp đồ cũng như là ha cho cái kho chứa của mình á, những thứ cần thiết vào bên trong. Bây giờ thì mình sẽ xuống dưới cái thế giới Twilight Forest, tức là cái khu rừng hoàng hôn á, để khám phá và thử xem ở dưới có những cái rừng chứa trái ác quỷ không nhá. Giờ thì đi thôi nào. Hy vọng nó xuất hiện ở nơi đẹp đẹp một xíu. Ui, tới rồi. Mình đã tới khu rừng hoàng hôn rồi các bạn ơi, và công việc đầu tiên của mình là đánh dấu ở đây một cái điểm tức là portal giống như vậy và lưu lại để tránh trường hợp mình bị đi lạc và mất cái điểm trở về nhá. Sau đó thì bắt đầu đi khám phá thôi. Úi, và ở đây có cái đồi cao nè. Thường cái đồi cao này ở phía dưới sẽ có một cái khu đào mai á. Để mình vô đây kiểm tra thử coi coi có phải như vậy không nhá. Bật solo lên để chạy cho nhanh nào. Đúng không ta? Ồ, như là vậy rồi. Và dụng cụ thì mình có đem theo excavator cũng như là cúp các kiểu nên không sao đâu. Đào xuống dưới khám phá thử luôn. Đó. Chưa nhớ từng nghe tiếng quái vật rồi. Căng nha, căng nha. Để mình lấy cái cúp để đào dưới coi coi. Đào cái kiểu bậc thang đi cho chắc các bạn ơi, với lại hồi còn có đường đi lên á. Chứ lỡ mà mình đào thẳng giống như lúc đầu thì toàn á, không có, rất là khó để có đường lên. Và chuẩn bị nè. Ui, có redstone rồi. Đó, 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 đó. Đó, đúng rồi, chuẩn, chuẩn, chuẩn luôn. Giờ thì không ngần ngại gì mà đào xuống phía dưới để coi coi. Ui, có rương đồ nữa kìa. Nhưng mà dưới đông quái quá. Còn có đom đóm các kiểu nữa. Ui, phù thủy nè, xong kiếm mình hết mạnh rồi. Tại lúc trước còn có trái Gura nên tấn công khá là tốt. Nhưng mà không sao, mình có kiếm bedrock mà, không có sợ mấy con đó đâu. Ui, chơi mà chỗ thuốc độc rồi. Phù thủy độc ác nè, chơi mà chỗ thuốc độc người ta. Còn có mấy con nhện màu tím tím nữa, nó cực kỳ nhỏ luôn nhá nên rất là khó đánh trúng nó. Ui, còn mấy cái anh mũ đỏ nữa chứ. Trời ơi, coi coi em hang quá vật nè. Chết rồi, dùng sấm kiếm cái kiểu đi. Và dùng kỹ năng lướt để chạy các bạn ơi. Trong mình có trang bị cái kỹ năng lướt từ kiếm sĩ á. Này thì skeleton, đánh bại hết skeleton và đập spawner. Ui, tính ra đây còn có cái spawner nữa nè. Hước bớt những thứ lên tàn tinh. Con nhện đi ra. Ui, sao nhiều nhện vậy. Chết rồi, mình đụng vô nhện rồi. Chạy đi tìm spawner đập gấp thôi các bạn ơi. Đã vậy mình còn bị đói nữa. Ồ, ở đây có spawner chỗ nào vậy ta? Để nghi nghĩa coi coi, để không thôi mình không đập được spawner là nó sẽ xuất hiện hoài luôn á, rất là khó để có thể loot đồ trong này. Rồi giờ thì tiêu diệt hết. Ui, có rương, có rương, có rương, coi coi rương này sẽ chứa viên kim cương, một ít xác. Mũi tên thì mình không cần nên mình sẽ không lấy nhá. Còn có cúp liên nữa, cúp liên thấy nhỏ nhỏ thôi chứ đánh đầu lắm nhá, nên cũng phải lưu ý đó. Đó đó đó,
Hay đi cấp lên nè. Úi khóc nhè nữa. Cấp lên cấp nhè này kìa, úp mặt vô tường cấp nhè luôn. Chơi mà chơi khóc vậy, chưa đánh mà khóc rồi. Cấp ui. Anh skeleton kia bắn chết queo zombie luôn. Bắn đồng đội nè, chơi mà chơi bắn đồng đội. Ui tiếng Enderman. À đây 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 Enderman đây. Enderman. Ui một đàn cấp lên luôn á. Dùng sóng kiếm thôi. Sóng kiếm nè, sóng kiếm nè. Bật trái bật năng lực tàng hình lên coi. Tắt. Đó, tàng hình rồi. Nhưng mà cái này là chỉ là tàng hình thôi các bạn ơi, chứ không phải là vô hình á, nên kẻ địch vẫn có thể phát hiện được. Tiếc ghê á, phải có trái nào mà cho cái năng lực vô hình thì hay biết mấy, là không ai thấy luôn á. Ui. Mà hơi kệ đi, tàng hình chiến đấu luôn. Nhìn cho nó ngầu. À không, cái này có thấy đâu mà nhìn được. Bố tì luôn á. Ủa vậy cái trái này dùng để làm gì ta? Theo mình nhớ không lầm á, thì trong tàu của Luffy á, thì có một thành viên tên là Sanji á, hàng mơ ước có một cái trái tàng hình giống như vậy nè. Nhưng mà bây giờ mình đã ăn trái của Sanji mất tiêu rồi. Chắc Sanji tiếc lắm luôn. Cúp và Linh khóc nè. Thôi kệ đi, lỡ ăn rồi, để dịp khác thì mình sẽ ăn trái khác để cho cái trái này nó mọc lại ở một vị trí nào đó nhá. Thôi giờ thì tiếp tục trở lại với công việc đánh bại hết cả đám này thôi. Rune này lút chưa? À rune này lút rồi nè. Mình sẽ vứt những thứ không cần thiết vô trong nhá. Nãy giờ nhiều thứ linh tinh tinh lắm rồi. Ui. Ui gì dưới này chỉ có nhiêu đây thôi hả? Ồ mình nghĩ dưới này phải có một cái rương để chứa kho báu chứ. Ủa? À đây đây cái rương đây, cái rương đây. Ui đúng rồi, Unwrapping Table. Chưa mấy con này bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Để mình ăn no cái đã. Ây da. Window quá. Ui nó bắn mình gần chết rồi kìa. Ui nguy hiểm, xíu chết rồi. Giáp trong đây nó không có mạnh á, nên cần phải cẩn thận khi mà chiến đấu. Rồi tạm thời mình đã nhặt được. Ý, mình nhặt được chưa? Vẫn chưa nhặt được cái Unwrapping Table. Nó trên này. Rồi nhặt được rồi. Về nhà mình sẽ test thử xem nó như thế nào. Còn bây giờ thì mình chắc mình sẽ tìm đường ra rồi các bạn ơi. Chứ trong này nó không có đồ xịn mà còn bị quái quýnh á, nên rất là dễ bị chết luôn á. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở lên trên nhá. Rồi mình đã tìm được đường lên rồi các bạn ơi. Tự xuống dưới nhặt được đồ xịn này, về dưới không có đồ gì quý hết trơn á. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục đi thôi. Và dưới này á thì nó còn có những con boss nữa cơ, nên mình cần phải tìm và đánh bại hết mới được. Và thông thường dưới này thì địa hình có rất là nhiều cây á, nên thỉnh thoảng sẽ hơi bị giật lag một xíu, nên hy vọng các bạn sẽ thông cảm giúp mình nhá. Rồi giờ thì lên đường và tìm cái công trình đầu tiên thôi. Ui và mới đi được một đoạn thì mình đã gặp rồi nè. Đây là ấy có quả. Quả nè. Quả thì mình nên tiêu diệt nhá, để mình lấy những cái cộng lông quả để chế tạo bản đồ ở dưới thế giới Twilight Forest này. Và giờ thì mình sẽ chiến đấu với con Naga kia. Thứ nhất mình sẽ kích hoạt cái cú đấm tàng hình lên thử coi đấm nó có tàng hình không nhá. Đầu tiên thì mình cần phải tắt tàng hình trước. Sau đó bật cú đấm tàng hình lên. Cú đấm tàng hình ở ô nào ta? Đây, đấm tàng hình nè. Nó mất tiêu cái đầu rồi các bạn ơi. Mình đấm phát. Ui nó xuống. Ủa? Chơi mà chơi chuồng á. Ui chơi mà chơi chuồng. Tưởng thế nào chơi. Chơi mà chơi chuồng nè. Ui nó có cái đầu lại rồi. Áo. Ui con Naga này nó mạnh lắm nha các bạn, không đùa được đâu. Nó mạnh thật sự ấy. Mạnh nè. Mình sẽ dùng sóng kiếm mà sư phụ dạy để đánh bại nó. Này thì mạnh nè. Nó chỉ có 200 máu thôi, nhưng mà sức tấn công của nó cũng kha khá các bạn ơi, nên đánh mình cũng mất rất là nhiều máu. Mình sẽ dùng lướt một phát. Lướt tới và chém ngươi nè. Chạy tiếp. Giữ khoảng cách đeo mồi bị nó đánh chết á. Rồi 40 máu cuối cùng. Một cái sóng kiếm, một chặt là chết. Đó, vậy là mình đã đánh bại được một con boss Naga. Và có được một cái trophy nè. Và cũng được Naga Stone hả? Ui cái này thì thôi mình có thể bước được. Chỉ chủ yếu là lấy Naga Trophy thôi. Và một ít cái vảy. Một cái trái tim màu vàng. Và mình sẽ lên đường để đi tìm. Ý, tìm tiếp con boss tiếp theo. Và ở đây có slam màu xanh nước biển nữa. Wow, có bóng chắc nhờ màu xanh nước biển luôn. Tiêu diệt nè. Rồi. Lít bét màu trắng thì mình không có lấy nhá. Rồi giờ thì tiếp tục đi thôi các bạn ơi.
Ui con gì mà giống cá sấu vậy? Ui mà nó kiếm chuyện, nó quýnh mình trước nè, nó quýnh mình trước á nha, nên mình quýnh nó, chứ nó mà không đụng vô mình cũng không có quánh nó đâu. Và phía xa xa có cù tím. Ui trong này còn có một cái vị thần cù nữa, khi mà mình cho ăn đủ len thì sẽ rơi ra một cái trophy cho mình luôn mà không cần phải chiến đấu gì hết. Ui hên vẫn có thể vượt qua cái con suối đó và tiếp tục đi thôi, tưởng hồi nãy chết chìm rồi chứ. Ở đây có mấy cái gì nè, à mấy cái lồng đèn bằng đom đóm. Ui được á, và thường thường mấy cái vùng này sẽ rất là gần cái chỗ của con rắn không con rồng chứ, con rồng hai ra các bạn ơi. Ui nhưng mà nó đang bị phong ấn rồi, mình dùng chậm nó bị cháy á nên thôi không có vô được. Thì tiếp vào đoạn nữa coi coi, thường thường trong đây á, tòa tháp của Lick thì với Naga sẽ rất là dễ gặp, nhưng mà sao nãy giờ mình chưa gặp chỗ của con Lick nữa ta, buồn ghê luôn á. Chủ yếu là đánh bại mấy con dễ trước mà không gặp gì trơn à. Dưới này là một cái ravine bình thường thôi, và chắc mình sẽ đi thêm một đoạn nữa coi coi có gặp được cái gì đó đặc biệt không nhá. Ui mình gặp mấy con Yeti nè, và nhìn trên bản đồ thì phía đằng kia đã có cái tòa tháp của con Lick rồi các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ quýnh thử cái con này. Ui quýnh con Yeti thì sẽ rơi ra những cái Artifer và dùng để chế tạo một cái set đồ thôi. Cái này rảnh thì từ từ mình sẽ xuống đây để farm nhá. Giờ thì tiến lại gần cái tòa tháp Lick thôi nào. Ui hình như đằng đó nhiều quái lắm hay sao á, mà máy mình nó bị giật giật rồi nè. Tòa tháp Lick này có vô được không? Ui tòa này vô được luôn. Vậy thì ngần ngại gì mà không vô nào. Đầu tiên mình cần phải đục tường trước cái đã. Đó rồi sau đó lẻn vào. Ui nhưng mà nhiều quá vậy, nhiều zombie bay vậy. Ui ai da da, nhiều quá nhiều quá. Hình như phía dưới đó có cái spawner hay sao ấy. Ấy chết. Ui chết rồi chết rồi chết rồi. Ui chết chết chết. Mình bị lộn xuống dưới chứ. Ủa đâu có spawner đâu mà quái nó ra nhiều dữ vậy. Lúc bấm cái thứ linh tinh tinh. Skeleton bắn bắn mình nè, dám bắn mình hả? Rồi tiếp tục là con Skeleton này. Wow, trong đây nó có trồng cây nè, và chắc bây giờ mình chỉ cần đi thẳng lên cái cầu thang này. Ây da, là có thể đi lên trên và gặp con Lick Boss của cái tòa tháp này rồi. Vượt qua cái mấy cái loot bag màu trắng đi, vì nó dởm lắm luôn á. Và tiếp tục đi lên trên thôi, bờ mấy con kia. Nhưng mà spawner thì phải đạp để không thôi nó sẽ xuất hiện thêm quái lúc mà mình đi xuống. Và trên đường đi lên thì mình sẽ gặp được những cái con quái vật quyển sách á, nó sẽ đánh mình nên mình cần phải đánh bại nó, cũng như là đánh mấy con skeleton ưa khều khều nè. Cái tội kèo kèo là mình thấy quýnh nhau về mồm á. Rồi ui con boss ở trên kia, gần tới rồi, đi thêm vài vòng nữa thôi là lên tới tầng cao nhất. Và lúc đi lên thì phải để ý cái đường lên nhá, vì cái đường lên này nó sẽ thiết kế đó giống như vậy nè, để mình bị rơi xuống phía dưới. Ây da, gặp rồi gặp rồi. Con này mình không cần dùng sức nhiều đâu, mình chủ yếu là di chuyển khéo léo để né những cái phát bắn của tên lính lát và phản công lại thôi. Đây giới tỷ nó bắn mình nè. Đó, khi mà mình đánh trúng nó thì nó sẽ bị mất một cái lớp khiên. Ây da, da, nhưng mà chưa, để hồi máu cái đã. Nó quýnh đầu quá trời ơi. Mình mà chưởng hộp thôi là nó sẽ mất rất là nhiều máu của mình á, nên cần phải chưởng chính xác hơn. Ui sao nó chưởng đau vậy ta. Chuẩn bị nè, bắn cái ngọc Ender lại nó nè. Đó, nó bể hết một lớp khiên rồi đó. Cố lên, đợi một xíu nữa. Giờ mình sẽ đứng đây để cho nó hồi máu lại nhá, rồi sau đó tiếp tục lên trên chiến đấu thôi chứ yếu máu quá à. Rồi làm thêm lớp giáp nữa rồi, còn một lớp giáp cuối cùng rồi các bạn ơi, mình chỉ cần chưởng chúng một hit nữa thôi là nó sẽ mất hết lớp khiên phép á, và mình có thể đánh được nó giống như vậy. Rồi nó đã mất hết những cái lớp khiên rồi, giờ thì thoải mái mà đánh nó. Người dám chịu hồi à, bây giờ hết giáp rồi nên hắn bắt buộc phải chịu hồi đệ tử ra đánh mình chứ. Con đó thì ui còn cầm kiếm nữa, đọ kiếm không, đọ đọ kiếm không, mình còn biết sử dụng sấm kiếm nữa đấy. Ui đánh con này cũng không khó lắm các bạn ơi, chỉ hơi mất thời gian một xíu à. Và như vậy thì mình đã có được một cái trophy thứ hai ở thế giới này rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy những cái rương chứa mấy cái trái quỷ ta. Mình lo là ở dưới này nó không có những cái rương chứa trái quỷ á, bắt buộc mình phải ra biển để tìm á. Chắc vậy rồi. Làm khó nhau quá à. Ok, giờ thì chắc mình sẽ rời khỏi cái tòa tháp liếc này và đi tìm một nơi khác để khám phá nha.
Ui, con gì mà nhìn đáng sợ vậy ta, đang thua thua lùi à. Mình đánh thử coi nó đánh mình không. Ấy da, ui nó còn chủ động đánh mình nữa. Hổng sượt, con này hổng sượt. Sống kiếm nè. Ui có mất máu không? Không mất máu luôn. Ui, con này khỏe vậy. Ui đánh không trúng à. Ui sao nó khỏe vậy ta. Ui ui trúng trúng trúng. Này thì quýnh mình nè. Và nó chỉ rơi ra da bò với những cái thịt bò thôi. Tưởng đâu nó rơi ra cái gì đặc biệt, có thể chế tạo áo giáp hay vũ khí chứ. Thôi nếu không rơi ngay thì thôi, để bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nha. Mình đã thử đi thêm một đoạn nữa các bạn ơi, nhưng mà không thấy chỗ con boss nào hết á. Nên thôi chắc bây giờ tạm thời mình sẽ dừng chân tại điểm này nhá. Rồi sau đó về nhà nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh rỗi thì mình sẽ qua đây và tiếp tục khám phá ở thế giới Twilight Forest. Giờ thì về nhà và chuẩn bị ra khơi thôi nào. Và sau chuyến khám phá thế giới Twilight Forest thì mình nhặt được hai cái trophy nè. Để giờ thì mình sẽ treo nó lên ở đâu giờ ta? Treo 222 góc cột đi. Đó. Nhìn xịn sò con bò liền. Và ngoài ra mình còn có một cái uncrafting table nữa. À, là sao ta? Cái này mình không hiểu cho lắm á. Uncrafting table là không phải bàn chế tạo hả? Để mình thử coi coi có cái gì đồ gì dởm dởm không ta, để mình test thử. Cái này không có đồ gì dởm mà mình test được hết á. Hay là cái kiếm kim cương đi, kiếm kim cương giờ mình nhiều kim cương nè, nên thử cái test coi. Cho cây kiếm kim cương vào trong. Cho vào đây. Mình phải đặt hai công thức như vậy hả? Ok, để mình sẽ thử làm theo nó coi coi được cái gì nhá. Hay là nó lựa lấy hết kim cương mình đi ta. Mình nghe cái mùi này nghi nghi lắm luôn á. Ok, có que luôn rồi nè. Test thử nào. Que như vậy. Cây này vô. Ủa? Là như thế nào? Không hiểu cho lắm á. Hai kinh nghiệm. Là sao tự nhiên từ cái này để xem công thức thôi hả? Vậy là cái này là nó chỉ để giúp mình xem công thức và chế tạo tương tự thôi. Còn số 2 này tượng trưng cho cái gì? Nói chung mình cũng không hiểu nữa. Tự nhiên đặt cái tên Uncrafting Table là thấy có gì đó sai sai rồi. Ok, tạm thời thì mình chỉ biết nó là như vậy thôi. Và trong ngày hôm nay lúc mà mình ra biển á, mình sẽ dự định là không cần dùng bè của mình đến đâu, mà mình sẽ cưỡi một cái bé có thể lội được nhá. Đó chính là một bé mực. Nhưng mà trong nhà mình hình như cũng gần hết mực hay sao rồi. Ở đấy còn một mực nè. Ui gì tuyệt vời quá. Để bây giờ mình sẽ nén thêm một vài cái da bò nữa nhá. Đây mình sẽ nén lại ba cái da bò nén nhá, để làm một cái yên cưỡi nữa. Tại vì có yên cưỡi á thì mình mới chế tạo được những cái giống như là cái xe động vật vậy á. Rồi, và yên cưỡi thì được chế tạo từ sắt chỉ và da bò nén. Đây, vừa đổ luôn. Để giờ mình sẽ ấn nhanh theo công thức của yên cưỡi nè và làm ra một cái xe bằng bé mực nhá. Sweet pie nè các bạn ơi. Quá dữ quá dữ. Cái này thì mình có thể sử dụng được nhiều lần nên mình sẽ test trước ở cái hồ của mình đi. Đó. Em mực nè. Ui xịn nha. Ui đi nhanh cực luôn á. Ui có nè. Nếu mình lặn thì mình có bị chìm không? Hình như không có chức năng lặn rồi. Nhưng mà thôi kệ, miễn sao giúp mình bơi mà không cần thuyền là được rồi. Lỡ mình nhảy xuống đây em ấy có đi mất không? Không, lúc mà mình nhảy xuống thì em ấy sẽ cắm đầu xuống để đợi mình á các bạn ơi. Nhìn tội nghiệp ghê á. Rồi lúc mình trèo lên nè là đi tiếp liền. Giờ hải tặc mà hay lái thuyền là xưa lắm rồi. Giờ model mới là người ta sẽ lái mực đi khám phá nhá. Rồi giờ thì mình sẽ cất mấy cái đồ bừa bộn ra. Rồi sau đó bắt đầu chuyến khám phá trong ngày hôm nay nhá. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu ở điểm bè hải tặc ở tập trước nè. Và hướng này có một cái ngọn đồi hả ta. Để trước khi đi tiếp tục khám phá bằng cái bé mực thì mình sẽ trèo lên ngọn đồi này xem coi phía trên cao á mình có thấy được cái gì ở xung quanh không nhá. Dù sao thì ở trên cao cũng dễ dàng quan sát hơn mà. Đây, tìm đường lên trên cao nè. Nhảy lên một cái. Nhảy lên thêm một lần nữa. Nhảy một lần nữa và lên đỉnh rồi. Trên đỉnh núi này thì mình có thể nhìn thấy hướng này là biển nè. Hướng này tiếp tục là đồi hả ta? Ui, hướng đồi này thì có hải quân. Có gà.
Ôi giờ mới gặp được gà nè, cái lúc mình cần á thì tìm chả thấy đâu, giờ không cần thì gặp cả đống gà luôn, buồn ghê. Và hướng này mấy anh hải quân thì một hit là đi nhá. Đây là cơ hội để mình có thể luyện những cái tiền truy nã, và mình nhặt được một cái áo hải quân nè. Ui áo hải quân còn có găng tay luôn nha, kiểu như là cái băng tay á. Wow, nhìn đẹp giờ. Cái này mà mình mặc full set chắc nhìn đẹp lắm luôn ấy. Ôi được được, để một xíu mình sẽ thử săn thêm hải quân coi coi à, có rơi ra thêm cái áo hải quân rồi không nhá. Full bộ là chắc mình sẽ mặc đi khám phá cho nó bảnh tỏn cái xíu chứ. Ui ở đây còn có cái tàu hải quân nữa nè, chưa dùng đến mấy mực đã gặp được một cái tàu hải quân rồi. Được được nha. Ui nhưng mà coi King Crab kìa, căng hẳn vậy. Đồ đốc hải quân, muốn đội kiếm không, muốn đội kiếm không, muốn đội kiếm với mình không? Tưởng đồ quốc đô đốc hải quân là mình sợ hả? Sai rồi, mình không có sợ đô đốc hải quân đâu. Ui hình như mấy cái anh hải quân này nuôi tôm hoàng, ủa cua hoàng đế sao á? Con nào con nấy to khủng khiếp thiệt chứ, 100 máu luôn kìa. Ui còn rơi ra cái gì đây? Aquatic pellet. Ô, cái này dùng để đổi thành aquatic ingot nè, rồi chế tạo một cây kiếm cá mập. Ui vì sắp tới chắc mình sẽ tranh thủ làm cái kiếm cá mập đó quá. À, con nào mình có mang theo. Ui chết rồi, mình quên đem theo cái excavator rồi. Mà phòng này thì không có rương chứa trái ác quỷ nên cũng không lo cho lắm. Chủ yếu là đập những cái spawner thôi. Rồi sau đó đánh bên này tiếp. Bây giờ kiếm mấy drop mình á. Đó, một anh là chỉ cần một chém là đi à. Nên đánh mấy anh này cũng rất là đơn giản đối với mình. Mấy anh đi hết đi. Rồi và đập spawner để tránh trường hợp mấy ảnh xuất hiện thêm. Và hình như phía dưới mình chính là cái căn phòng chứa trái quỷ rồi. Nhanh chóng xuống phía dưới nào. Ôi nhưng mà dưới này còn hơi đông hải quân nha. Hơi đông đó. Bắn súng này, còn ai bắn súng hết? Mình không thích mấy anh bắn súng cho lắm, hở cái bắn hoài à. Ui ở đây, ở đây nó đã được bao bọc bằng những cái cục đất rồi. Tàu bị mắc cạn các bạn ơi. Và trong rương thì không có đồ. Buồn vậy. Trong này sao? Hy vọng là có đồ nha. Không có là buồn luôn đó. Đập ra cái coi. Có không? Có không? Ui có. Để tạo tăng sự bất ngờ thì mình sẽ đào luôn. Đào một phát, nếu mà hên á bật táp lên là có liền. Và xui thì không có trái quỷ á. Ui xui rồi. Không có trái quỷ rồi. Buồn ghê luôn á. Rồi kệ đi. Lỡ rồi chứ biết sao giờ. Và như vậy thì con tàu mắc cạn đã không cho mình một cái rương chứa trái quỷ nào hết. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu, mình sẽ tiếp tục ra khơi để đi tìm thêm trái quỷ và mở ở cuối clip cho các bạn xem nhá. Giờ thì vứt những thứ linh tinh như mấy cái này đi để có thể ra khơi. Mình sẽ cho một bé mực xuống phía dưới giống như vậy, sau đó cười thôi. Hello mấy cá mập nha. cá mập cũng phải chịu thua với mình thôi. Ôi nhưng mà tiếc nhờ mình không có nhặt được vi cá mập nha. Bởi vì mình nhặt được mấy cái vi cá mập á là ha xịn lắm luôn á. Và phía trước mình là một cái thuyền hải quân, và hình như cái thuyền đó mình chưa đánh chiếm luôn, để mình ra đó mình đánh chiếm thử. Và bên cạnh thuyền hải quân còn có một cái con thuyền hải tặc nữa. Được á nha, một tìm một được hai. Và dừng ở đây đi. Ê bé mực, mình chèo lên bờ được luôn hả? Ơ nhưng mà không được, lên bờ thì mực sẽ không có không khí và sẽ chết á, nên cần phải cẩn thận. Rồi giờ mình sẽ vứt những thứ linh tinh tên và trèo lên trên thôi. Trước khi trèo thì mình cần phải đảm bảo là mình có thể nhảy vô trong được á. Coi nào, chặt ở đây cái lỗ đi, một xíu trèo lên nó cũng tiện hơn. Ở trên bé mực nó hơi tưng tưng á, nên các bạn cũng thông cảm giúp mình nhá. Rồi đặt ở đây một cái, chặt ở đây ra. Rồi nhảy lên. Ui nhảy lên được không? Ui ai dạ, xong kiếm. Ui hình quá. Ui nhưng mà bé mực mình chết rồi. Ui hình như bé mực mình đứng gần cái tàu này quá, cái bị mất máu hay sao ấy. Trời ơi mình hại bé mực của mình rồi. Ui mình lại hại thêm một người bạn rồi. Nhưng mà không sao, sự hy sinh của bé mực sẽ là tiền đề để mình có thể đi vào cái con tàu hải quân này. Mà mình hết khói hả ta? Có rương này, đặt tạm cái rương để bắt block đi vào trong đi. Đây đặt thêm cái rương đây nha. Hết block rồi, đành dùng cách này. Và tiêu diệt mấy anh hải quân bằng sóng kiếm. Sau đó áp sát vào. Ôi ở đây cái con tàu này đông lắm.
còn cầm súng các kiểu nè. Cầm súng bắn ai, cầm súng bắn ai. Đập spawner cho mấy anh nghỉ xuất hiện luôn. Ở đây còn cái nè. Rồi và sau đó lướt đồ trong cái rương này thôi. Đây là hai cái rương mà tỷ lệ xuất hiện sẽ rất là cao á. Nên mình sẽ đạp ra. Ui, nó không có nhưng mà nó lại có đá biển trong này nữa chứ. Rồi luôn. Hai rương, không có rương nào cho mình trái quỷ hết. Đó vậy còn bị chóng mặt từ cái đá biển nữa. Buồn thiệt sự luôn á. Có con cua. Quýnh con cua cho đỡ giận. Quýnh con cua cho đỡ giận nè. Rồi giờ thì mình sẽ bắt qua lóc để trèo qua con tàu cướp biển nha. Tàu hải quân không có thì qua tàu cướp biển tìm thôi chứ biết sao giờ. Ê ê, bình tĩnh bình tĩnh. Mấy con cua hổng sượt nè, định quýnh mình hay sao á. Rồi giờ thì mình sẽ bắt thêm một vài block giống như vậy. Phía dưới biển á còn có những con tàu bị chìm giống như đằng kia đó. Không biết dưới đó có đồ không ta. Để bữa nào mà mình không có năng lực trái quỷ trong người á, mình sẽ vô đó khám phá thử nha. Còn giờ thì mình sẽ tiếp tục cái công việc lấy thêm block để qua cái con tàu cướp biển thôi. Chứ bây giờ mình hết block mất tiêu rồi. Mấy tên này định tranh thủ lúc mình không để ý rồi ra đánh lén cái gì. Nhìn cái mặt này là biết mùi rồi. Định ra đánh lén đó chứ không có gì hết á. Rồi giờ thì qua con tàu hải tặc kế bên thôi. Hy vọng là cái tàu này sẽ có rương chứa trái quỷ cho mình nhá. Chứ đi khám phá tàu cướp biển với hải quân như vậy thì buồn lắm. Tại vì nó không có cho mình trái quỷ nữa hết á. Rồi đột nhập vô trong nè. Này thì cướp biển. Rồi sau đó đi xuống dưới. Cái rương này thì nó không có đồ các bạn ơi. Nên mình sẽ bỏ qua cũng được. Nhưng mà dưới này đông vậy. Ui phải dùng sóng kiếm các kiểu thôi. Dưới này đông lắm. Còn nữa kìa, sóng kiếm mình chưa đủ để one shot mấy anh này. Mình sẽ lướt thử coi. Ui một lướt của mình không chết hết được. Nhưng mà nó cũng rỉa được khá là nhiều máu á. Cũng khá tốt và... Ủa sao kỳ vậy, hôm nay không cho một cái rương nào chứa trái quỷ luôn á. Đúng buồn luôn, thôi buồn quá rồi. Để đi ra ngoài cái coi. Ê đằng kia vẫn còn tàu. Không từ bỏ, không từ bỏ, quyết tâm mới có trái quỷ mới được. Và tiếp tục triệu hồi một bé mực nữa coi. Hy vọng bé này đừng có bỏ mình ra đi nhá. Rồi bắt block ra xa xa một xíu để đừng cho bé mực bị kẹt. Và triệu hồi bé mực ra. Cũng như vậy, rồi đi xuống dưới em ơi. Hy vọng là có thể đột nhập tàu hải quân thành công. Ơ nhưng mà không biết tàu này mình lấy. À hình như tàu này mình cũng chưa khám phá luôn. Chưa khám phá thì mới vô khám phá được. Chứ khám phá rồi vô trong nó trống rỗng à. Và đặt một vài block ra giống như vậy. Hy vọng là đừng có bị rớt nha. Mình lo quá à, mình sợ bị rớt xuống á. Cái này rủi ro mà bị rớt xuống nước rất là cao nè. Hay là bây giờ mình sẽ đặt ở trên này một cái điểm cho chắc ta. Cái mình sẽ chơi theo kiểu chắc bài đi các bạn ơi. Chứ không thôi mình rớt xuống nước thì mệt mỏi nữa. Đây mình sẽ đánh dấu ở đây một cái điểm tầng khoảng 79 đi. Để xíu có gì còn dịch chuyển. Và sau đó thử áp sát vô cái con tàu hải quân. Theo cách như vậy. Mình sẽ trang bị. Ui anh này còn xuống dưới tìm ai vậy. Ui Mình sẽ trang bị. Ui anh này còn xuống dưới tìm ai vậy. Ui ui chết rồi, mình dùng nhầm skill rồi. Cái điểm dịch chuyển, đây, dịch chuyển lên cái. Bé mực còn sống không? Ui, hình như bé mực mình ngủm luôn rồi. Oh no. Ui, mình núp thiệt á, trời ơi. Sao mình lại xài skill lên chính bé mực của mình? Rồi luôn, bé mực chết queo luôn rồi. Mình núp thiệt á, toàn á, bóp đồng đội không à. Nhưng mà, sự hy sinh của bé mực, mình sẽ cố gắng đánh bại hết mấy anh hải quân này để lấy trái quỷ. Ôi nhưng mà cái tàu này không có rồi. Ui hôm nay không phải là ngày để lấy trái quỷ hay sao á. Đi mấy ấy trời ơi, đi mấy cái con tàu luôn mà không có tàu nào chứa trái quỷ hết. Giỏi dễ sợ. Hay là mình đi bé mực nó không có phong thủy ta. Hay là mình thử đi thuyền coi. Mình thử đi thuyền coi coi có đổi phong thủy không nhá. Chứ nãy giờ cưỡi bé mực đi hai con ba con thuyền luôn mà không con thuyền nào gặp gương chứa trái quỷ hết, đúng buồn luôn á. Để mình đi thêm một đoạn nữa, hy vọng là gặp thêm tàu hải quân với hải tặc nhá. Ui ở đây mình thấy ba con tàu kế bên luôn nè. Ui cái biển còn nhìn mình nữa kìa. Thôi mình không quan tâm đâu. Ê, trời. Cố lên, bước lên
đập ra, tại vì cái ủng may của mình cứ khá là hay, một ô như vậy mình có thể đi bộ lên được á. Miễn cưỡng vẫn có thể sống được các bạn ơi, làm hổng rài mình cứ buông xuôi chịu trận à. Rồi giờ mình sẽ tìm cách tụt nhập vào trong mấy cái con thuyền này coi. Đầu tiên thì bay lên đây nè, sau đó dùng cái sóng kiếm để lướt qua đây một cái. Ây da, bây giờ mình lướt nhanh quá cái nó rớt xuống nước mất tiêu rồi. Không được, lướt từ từ thôi. Trời ơi, trong mặt quá. Đi lên. Cố lên. Mình không muốn chết ở đây đâu. Cố lên. Cuối cùng cũng lên được rồi. Lướt nhanh quá cái nó bị mắc kẹt luôn á. Hay là mình sẽ đặt block kiểu vậy đi ta. Định nhảy vác lên tàu luôn nhưng mà có vẻ không thành công rồi. Để đi theo cách an toàn giống như vậy. Rồi lần này thì chắc là đỡ hơn rồi đó. Và đột nhập vào đánh mấy anh hải quân. Này thì hải quân nè. Ở trong này vẫn còn một anh và một cái spawner nên mình sẽ đập ra. Và tiếp tục xuống dưới thôi, thủ sẵn kiếm nha. Ủa, biết chắc mà, mình vừa biết dưới này sẽ có rất là đông nên mình dùng sấm kiếm trước á. Để không thôi mấy anh bu vào là mình mệt nữa. Này thì bắn mình. Mình sẽ đánh mấy anh bắn súng trước. Bắn súng mình nè. Và như bây giờ thì Doriki mình đã lên tới 2633 rồi, rất là cao á. Và khi nào mà mình đạt cái cột mốc 10.000 hình như mình còn có được một loại haki vũ trang nữa cơ, cực kỳ xịn luôn. Và sao không có rương chứ, chát quỷ nha. Giỏi ghê luôn á, thiệt luôn. Các bạn có thấy mình kém may mắn không? Tự nhiên thông thường người ta đi ít nhất 2-3 tàu là có trái quỷ rồi, mình đi cả buổi trời không có một trái quỷ luôn á. Bo tay thì chứ, đã núp mà còn đen nữa, không gặp trái quỷ luôn rồi. Kệ okay, đi, cố gắng một xíu nữa, hy vọng là sẽ được đền đáp. Và giờ mình sẽ lấy thêm một vài ô, vài block nữa đi để cho chắc chắn, chứ giờ mình nhảy cười lại gớt xuống nước thì kỳ lắm luôn á. Cúp biển mà gớt xuống nước, uống nước biển ngoài sao được. Đây nè, chồng một lóc như vậy là chắc cố. Và đột nhập vô trong thôi. Này thì hải quân. Ui, đồ đốc hải quân hả? Mình sẽ chấp luôn. Chấp không xài trái quỷ luôn đó. Tại vì trái quỷ mình không có công dụng trong việc chiến đấu đâu. Chấp luôn nè, chấp đồ đốc hải quân luôn. Này thì đồ đốc hải quân. Cái spawner thì mình sẽ đập ra để cho nó đừng có xuất hiện thêm. Còn một cái bên đây nữa. Ê, phía dưới có rừng chứa trái quỷ kìa. Ui, nó không có rồi. Hình như mấy cái black metal này hình như dùng để ép vô vũ khí hay sao á, đúng không nhỉ? Con này có súng nè nhưng mà mình bắn không có được, kỳ ghê á. Ý, được nè. Ui, bắn súng được rồi. Headshot nè, bắn mấy anh headshot nè hôm trước. Chẳng qua là mình bắn không được thôi. Chứ có súng là mình bắn vô đầu mấy anh này liền. Headshot mấy anh nè. Bắn mấy anh nè. Ui, đâu ra mà nhiều vậy? Thôi, đông quá ơi. Ui, mấy anh này đâu ra vậy? Chạy thôi các bạn ơi. Tại vì chủ yếu là mình lấy đồ trong rương thôi à. Nhưng mà rương đó không có trái quỷ nên mình sẽ không có mất quá nhiều thời gian với nó. Và bây giờ thì mình sẽ tìm cách qua cái con tàu bên kia kìa. Mình thấy tàu bên kia có nhiều triển vọng là có trái quỷ đó. Và trước khi qua đó thì mình sẽ lấy một vài cái ván gỗ nhá, để có thể dễ dàng trèo lên con tàu hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bắt block để áp sát cái con tàu hải tặc đó nha. Bật sù rù lên bắt block siêu nhanh luôn nè. Rồi từ từ áp sát vào con tàu. Ui chết rồi, vẫn thiếu block kìa. Còn hai cái rương. Ây da. Thiếu block nữa rồi, để mình chặt một ít cái ván gỗ đi để cho đủ block rồi bắt qua bên kia. Chứ để không thôi, không đủ block là nhảy xuống nước là lại uống nước nữa. Hôm nay mình uống nước hơi bị nhiều rồi, mình không muốn uống nữa đâu. Đi từ từ, bật sơ lưng là phải cẩn thận. Một bước sơ sẩy thôi là uống nước chết luôn á. Bắt block qua đây đi cho chắc. Qua đây nè, rồi tiếp tục đi. Vẫn qua đây. Rồi, giờ đã có thể áp sát rồi. Ui, đông vậy. Ui, đừng nghe. Đừng có quýnh mình gớt xuống nước, mình uống nước á. Đừng có ra đây nha. Đừng có ra đây, rồi, đánh các ngươi. Còn tên nào nữa? Đánh mấy tên cầm súng trong này trước nè. Cái tội bảo vệ rương hải tặc. Và Không có một cái trái quỷ cho mình luôn. Thôi xong rồi các bạn ơi, nay là một ngày không được may mắn cho cái việc đi tìm trái quỷ rồi.
Tìm mãi mà chả thấy cái thuyền nào chứa trái quỷ hết á. Mặc dù đã đi rất là nhiều con thuyền rồi. Buồn thiệt sự. Ok, ở đằng kia vẫn còn một con thuyền nữa. Mình quyết tâm qua con thuyền đó. Nếu mà không có chắc mình đi về luôn á. Giỏi lắm rồi, gì đâu mà không cho ta trái quỷ gì trơn à. Rồi, mình đã áp sát được con tàu hải tặc này rồi. Và bây giờ mình sẽ tìm cách vô bên trong nhá. Đây là hai cơ hội cuối cùng cho cái con tàu này đó. Có trái quỷ không? Lại không có trái... Ừ, đây nè. Hên quá, suýt nữa là mình đi về luôn rồi đó. Buồn lắm rồi đó. Gì đâu nãy giờ trả cho người ta miếng trái quỷ nào hết. Rồi, và cái đường này chứa thức ăn mình sẽ không lấy. Và khi đã có trái quỷ thì mình sẽ quýnh dằn mặt mấy cái tên cướp biển này. Để cho biết tới danh tiếng của mình. Này thì cướp biển nè, dám làm cướp biển trên á, dùng lãnh địa của mình. Rồi, mặc dù cái trái quỷ mình chả có cái tác dụng gì trong chiến đấu hết, nhưng mà mình sẽ quýnh sáp lá cà. Bây giờ mình sẽ thử cái năng lực này trên cái con tàu nhá. Tàn hình coi có bị phát hiện không. Để mình bật cái kỹ năng tàn hình lên một cái. Đó, giờ nè các bạn có thể thấy mình đã tàn hình rồi. Và mình sẽ đặt cái spawner này nhá. Ui, hình như đúng rồi. Cái này là tàng hình chứ không phải vô hình các bạn ơi. Những cái kẻ địch đó vẫn có thể phát hiện được mình nè. Đó, còn quýnh được mình nữa cơ. Ui, như vậy thì trái này chỉ là trái tàng hình thôi chứ không phải là trái vô hình nha. Ui, gì đây? Gì đây? Ui, tên ui, tên thuyền trưởng kìa. Này thì quýnh thuyền viên. Tự nhiên quýnh thuyền viên chi cái bị cả đám với lại quýnh chết queo luôn rồi. Bó tay thì cơ. Rồi giờ mình sẽ đập nốt cái spawner này và cái bên đây. Và sau đó trở về nhà thôi. Vì mình đã hoàn thành được mục tiêu là có được một cái rương trái quỷ trong ngày hôm nay. Và mình sẽ tắt cái kỹ năng tàng hình cái đã. Tắt kỹ năng tàng hình. Đó, hiện hình rồi. Và trở về nhà thôi. Hôm nay không được may mắn cho lắm á nha. Về làng nè. Và trước khi mở rương trái quỷ á, thì mình thử xem coi cái black metal này có thể ép vô vũ khí được không nhá. Ôi, cái này nó không ép được vô vũ khí. Ủa, vậy công dụng nó là gì ta? Mình không biết luôn á. Tại vì khi mà mình tham khảo công thức thì Black Metal không có sử dụng trong việc gì hết các bạn ơi. Ủa, gì nó dùng để làm gì? Ăn được không? Ủa, không được, cái này nó chắc nó cứng lắm nên chắc ăn không được đâu. Trời ơi, vậy cái quặng đó dùng để làm gì ta? Tạm thời thì cứ để đó đi chứ biết sao giờ. Và mình sẽ làm một cái chìa khóa vàng nè. Kể đến thì mình sẽ bắt đầu cái chuyên mục mở rương kho báu. Hôm nay nó không được xịn á vì chỉ là một cái rương gỗ thôi. Nhưng mà hy vọng rằng nó sẽ ra một trái quỷ. Đừng có yếu quá là được. Chứ như trái chi du á là toàn á nha. Rồi giờ thì không chần chờ gì nữa. Mở luôn cho nóng nè. 1 2 3 một trái mới nữa. Ủa, trái này nhìn giống hồ lô vậy. Và trái này được mang tên là Kachi Kachi no Mi. Và hệ Paramecia nữa. Ui, hình như Paramecia nhiều cực luôn các bạn ơi. Hôm nay toàn Paramecia thôi. Hơi kệ. Và nó có hai kỹ năng, tên là Hot Bowling Special và thứ hai là Eva Boray. Hot Bowling Special. Ủa, hình như cái này là cái trái có thể chọi được trái bóng bowling nóng hả? Đúng không ta? Mình cũng chưa biết rõ nữa, nhưng mà sắp tới thì mình sẽ ăn thử trái đó xem nó như thế nào nhá. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có một trái quỷ mới hệ Paramecia tiếp. Nhưng mà mình nghĩ nó chắc nó cũng sẽ tốt đó. Và ngoài ra thì mình cũng có một chuyến đi khám phá ở dưới thế giới Twilight Forest và mang về được hai cái đầu của... còn hai con boss nè. Và mình nhận ra một điều đó là những cái rương kho báu thì nó chỉ có trên biển thôi, và những cái công trình đó thì nó sẽ không có những cái rương chứa trái quỷ các bạn ơi. Khá là tiếc cho mình luôn. Bù lại thì mình cũng đã có thêm một cái trải nghiệm là những cái bé mực giống như vậy nè, mình có thể leo lên và cưỡi để đi khám phá trên biển rất là tốt. Và mấy em này thì không có được nhiều máu á nên cũng phải cẩn thận. Mình đã đánh và làm chết hết một hai em rồi, rất là tiếc luôn. Nhưng mà mình sẽ cẩn thận nhất ở nhưng mà mình sẽ cẩn thận hơn ở những lần sau nhé. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.